Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu ngữ pháp động từ đi với at Đây là dạng quá khứ của động từ ở thì hiện tại thường. Và chúng ta ngữ pháp này chúng ta sẽ được học ở bài số 5 trong giáo trình tiếng Hàn Seoul 1A. Chúng ta tìm hiểu nội dung chi tiết của ngữ pháp này. ad at sử dụng khi nói về một sự việc đã xảy ra trong quá khứ À, kết hợp sau động từ và tính từ ví dụ hata thì uh, un tông hata sẽ thành sẽ thành là un tông hết Mannata sẽ cộng với at thành man có tương tự như là dạng uh, cái sự thay đổi tương tự như là dạng ai uh, của thì hiện tại thường còn cái này nó là dạng quá khứ thì nó cộng với Asoyo và osoyu thôi. Ai đã hiểu về cái ayo oyo thì các bạn sẽ hiểu cái này rất là đơn giản. Ví dụ untong hata trong thì hiện tại thường sẽ là untong heo và trong quá khứ sẽ là untong Manata thì trong hiện tại thường sẽ thành mannayo và trong quá khứ sẽ thành mannasoyu. Cộng vì nó không không cộng với io mà là cộng với a Tương tự các trường hợp khác, ví dụ BOTA thì sẽ thành v Rồi chốt thà sẽ thành choasoyo. Tiếp theo, các động từ còn lại ngoài h ngoài ao thì chúng ta cộng với osoyo thành b mokta thành b masita thành b À, đến bây giờ các có bạn nào còn thắc mắc là Masita tại sao lại thành Masosoyo không không ạ Masita thành Masoyo trong thì hiện tại thường và thành Masosoyo trong thời quá khứ thì tôi giải thích như thế này đầu tiên Masita chúng ta bỏ chữ ta đi có y đúng không y I". y I thì chắc chắn cộng với Oyo trong thì hiện tại thường thế y với o sẽ thành yo thì chúng ta từ masita cộng với oyo sẽ thành masioyo thì cioyo si sẽ được viết lại thành masoyo từ masoyo cộng với osoyo thì chúng ta thêm hai chữ sờ nữa thành masoyo đó là như vậy đấy ạ ví dụ chúng ta có peuta cộng với osoyo sẽ thành peuotsoyo ví dụ 어제 mua Hôm qua bạn đã làm gì? Chingurul manat Hôm qua tôi đã gặp bạn bè. Chubaree 영화를 봤어요. rồi. Cuối tuần bạn, à, cuối tuần tôi đã đi xem phim pass rồi. Oje Hôm qua tôi đã ăn pizza. Chubaree 공원에서 운동했어요 tôi đã tập thể thao ở công viên vào cuối tuần. Ad Earth kết hợp với IO, cả Ad và ớt đều dùng IO. Thì thành là Ad Earth Soil. Ví dụ, Trang Mùa Tà tắt thì bình thường chúng ta nghĩ là có a thì cộng với io nhưng không phải mà trang muốn ấn tắc là tôi đã cọ cửa sổ trang muốn ấn tắc đó là tôi đã cọ cửa sổ còn không có câu là trang muốn ấn cắt đấy không có câu như vậy đâu ạ quá khứ của ieo hoặc eo thì chúng ta có quá khứ của nó là dạng yosoyo hoặc là yosoyo. Khi trong văn viết chúng ta sẽ viết là yosoyo, còn trong văn nói chúng ta có thể nói là yosoyo được. Ví dụ, cho nên khi cha yosoyo, tôi là tôi đã là ký giả. Ở trên 이요일 hôm qua là chủ nhật Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa, hãy đăng ký kênh để liên tục cập nhật các video mới và chia sẻ cho các thành viên khác để ai cũng giỏi tiếng Hàn nhé. Ngoài ra, các bạn có thể vào trang web duhocvietmy vn hoặc show.edu.vn để tìm thêm một số tin tức bổ ích cho mình và người thân về các chương trình đầy ý nghĩa trân trọng và hẹn gặp lại các bạn tại các video sau. Sukho hashashimida. Bye bye.